Đầu tiên xin được chúc mừng Sư Hoàng. Cảm xúc của bạn như thế nào khi ngày hôm nay đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp cho Sông Lam Ngàn đánh bại Khánh Hòa? Cảm xúc của em lúc này thật là vui vì em đã đội em đã giành một chiến thắng để giải tỏa áp lực cho toàn đội. Sông Lam Ngàn đã có hiệp một thi đấu rất là bế tắc trước Khánh Hòa, nhưng mà sau giờ nghỉ thì bạn thể chia sẻ là huấn luyện viên Như Thuật đã có những chỉ đạo như thế nào để hiệp hai chúng ta có một cái hiệp hai rất là nhiều cơ hội và đặc biệt là bàn thắng của bạn? Sau hiệp một thì đội em của huấn luyện viên đã bảo đội em phải đá tinh thần và đoàn kết hơn và phải gắn kết hơn trong những đường chuyền và những đường dứt điểm. Sau vòng đấu này thì chúng ta sẽ có một khoảng nghỉ hơn một tháng, thì trong giai đoạn này thì không biết Sông Lam có cần cải thiện những điều gì để có được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Sau giai đoạn nghỉ này thì đội của Sông Lam Nghệ An cần cải thiện về mặt thể lực và cải thiện về mặt tinh thần chiến đấu cao hơn nữa.